Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt phương án sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. Cụ thể với xe. Chào mừng bạn đến với ứng dụng Bardo VN, báo đọc bằng giọng nói hàng đầu Việt Nam. Bạn có thể tải hoàn toàn miễn phí trên Google Play cho Android hoặc trên chợ ứng dụng cho iPhone. Link tải được đính kèm trong phần mô tả cuối mỗi video. Bardo VN luôn cập nhật tin tức 24 giờ nhanh nhất với đủ các đầu mục nóng hổi, thời sự, kinh doanh, pháp luật, sức khỏe, góc nhìn cuộc sống, tâm sự và đặc biệt, bạn có thể trao đổi hoặc tương tác với các thính giả khác. Giao diện ứng dụng được thiết kế thân thiện, trực quan, giọng đọc dễ nghe, truyền cảm chắc chắn sẽ làm quý thính giả hài lòng. Chuyên mục sức khỏe, cẩm nang các bí quyết sống khỏe, chăm sóc phòng tránh bệnh cho gia đình mỗi ngày. Tin mới nhất, nơi tổng hợp các tin xã hội, đời sống giải trí hot nhất 24 giờ. Chuyên mục tâm sự, chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, đặc biệt là các vấn đề liên quan chuyện thầm kín, tình yêu, hôn nhân gia đình. Hãy tải Bardo VN này, link tải được đính kèm trong phần mô tả mỗi video. Chúc các bạn một ngày tốt lành, xin cảm ơn. Khách du lịch từ ngày 20 tháng 10, thành phố Hà Nội quy định xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch có sức chứa từ 35 chỗ trở lên, bao gồm cả người lái, không được phép hoạt động trong giờ cao điểm trong khu vực nội thành. Với khung giờ cao điểm thì từ ngày 20 tháng 10, thành phố Hà Nội cũng điều chỉnh theo phương án khung giờ cao điểm buổi chiều sẽ sớm hơn hiện nay 30 phút. Cụ thể, giờ cao điểm hiện nay là 16h30 đến 19h30 và từ ngày 20 tháng 10 sẽ đổi lại thành 16h đến 19h30.